381. Which answer below makes a contract the most valid? A. One party was under duress. B. A contract that is put into writing. C. Consideration in the amount of less than $10. D. One party who lacks legal capacity. Correct answer is B. A contract that is put into writing. Question hỏi 381. Đáp án nào dưới đây làm cho hợp đồng có giá trị pháp lý nhất? A. Một bên bị ép buộc. B. Hợp đồng được lập thành văn bản. C. Xem xét với số tiền dưới 10 đô la Mỹ. D. Một bên không có năng lực hành vi dân sự. Câu trả lời đúng là B. Hợp đồng được lập thành văn bản. Câu 3.